Wi-Fi của các bạn bắt sóng kém hoặc không connect được, tra chỗ này nhé. Tiên, các bạn vào biểu tượng kính lúp, các bạn đánh chữ Device Management, các bạn tiếp vào. Tiếp theo, các bạn chọn vào Network Adapter, các bạn chọn tiếp phần kẹt Wi-Fi của các bạn, chuột phải, Property. Sau đó, các bạn chọn vào tab Advanced, lăn chuột xuống. Các bạn chọn vào dòng Transmit Power, các bạn chọn vào High Spec. Như vậy thì nó đã nhanh hơn rồi nha.